Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, theo lịch thi đấu Ngoại hạng Anh hôm nay ngày 20 tháng 2, Manchester United sẽ có chuyến làm khách trên sân của Leeds United. Đây được cho là cơ hội tốt để thầy trò huấn luyện viên Rangnick giành chiến thắng, qua đó củng cố vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng. Manchester United đã chấm dứt chuỗi trận thất vọng của mình bằng chiến thắng 2-0 trước Brighton ở trận đấu bù diễn ra giữa tuần. Chiến thắng này giúp ích rất nhiều cho Quỷ Đỏ ở chuyến làm khách trước Leeds United. Lợi thế cho Manchester United là Leeds United đang có phong độ không tốt khi liên tục nhận kết quả thất vọng trong thời gian gần đây. Ở trận đấu gần nhất, đội bóng này thua trắng Everton với tỷ số 3-0 và đang bị nhóm đèn đỏ thu hẹp khoảng cách. Ngoài việc có phong độ tốt hơn Leeds United, Manchester United cũng có lịch sử đối đầu rất tốt. Theo đó, đội chủ sân Old Trafford duy trì thành tích bất bại ở 5 lần so tài gần nhất với 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Ở trận lượt đi của mùa giải năm nay, Manchester United đã thắng đội bóng này với tỷ số 5-1. Với dàn cầu thủ chất lượng hơn, phong độ và lịch sử đối đầu tốt hơn, Manchester United đương nhiên được đánh giá cao hơn Leeds United. Tuy nhiên, Ronaldo và các đồng đội vẫn được dự đoán sẽ có trận đấu không hề dễ dàng, bởi vì lối chơi của Manchester United dưới thời huấn luyện viên Rangnick vẫn chưa nhuần nhuyễn, sai lầm vẫn thường xuyên xuất hiện ở hàng thủ. Nếu cải thiện được điều này, Manchester United sẽ sáng cửa giành chiến thắng, qua đó tiếp tục có mặt trong top 4, đồng thời có bước chạy đà hoàn hảo cho trận đấu với Atletico Madrid tại trận lượt đi vòng 1/8 cúp C1 châu Âu diễn ra vào giữa tuần sau. Ngoài trận đấu giữa Leeds United, lịch thi đấu Ngoại hạng Anh hôm nay còn có màn so tài của Wolves với Leicester City. Đây được cho là trận chiến cân tài cân sức, nếu như đội bóng nào trừng phạt sai lầm của đối phương tốt hơn sẽ giành chiến thắng. Cập nhật bảng xếp hạng của giải Ngoại hạng Anh mới nhất như sau. Manchester City dẫn đầu với 63 điểm, Liverpool đứng thứ 2 với 57 điểm, Chelsea xếp thứ 3 với 50 điểm, Manchester United đứng thứ 4 với 43 điểm, West Ham đứng thứ 5 với 42 điểm, Arsenal đứng thứ 6 với 42 điểm, Wolves đứng thứ 7 với 37 điểm, Tottenham đứng thứ 8 với 36 điểm, Brighton đứng thứ 9 với 33 điểm, Southampton đứng thứ 10 với 32 điểm, Leicester City đứng thứ 11 với 27 điểm, Aston Villa đứng thứ 12 với 27 điểm, Crystal Palace đứng thứ 13 với 26 điểm, Brentford đứng thứ 14 với 24 điểm, Leeds United đứng thứ 15 với 23 điểm, Everton đứng thứ 16 với 22 điểm, Newcastle United đứng thứ 17 với 22 điểm. Ba vị trí cuối cùng thuộc về Watford, Burnley và Norwich City. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về những tin tức của ngày hôm nay? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật lịch thi đấu, kết quả bóng đá, bảng xếp hạng bóng đá và tin tức bóng đá mới nhất được cập nhật liên tục hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.